bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 9 Ukraine đánh giá những hành động tàn bạo của Nga ở Izyum tồi tệ hơn cả Borodyanka và Bucha Ukraine tuyên bố tình báo quân sự của họ là một trong những lực lượng mạnh nhất ở châu Âu Chuyên gia quân sự của Ukraine nêu lý do vì sao Vladimir Putin không tuyên bố chiến tranh với Ukraine Nga cảnh báo Mỹ sẽ vượt qua làn danh đỏ nếu giao hỏa tiễn tầm xa cho ký ít. Nhà báo Nga nhận định, thất bại nhục nhã của Nga ở Kharkiv đã thuyết phục Hoa Kỳ rằng Ukraine có thể thắng. Dỗ tin Ukraine đề nghị trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ thân Nga, Ankara yêu cầu giải thích. Ông Putin xác nhận ông Tập có lo ngại về tình hình Ukraine. Pakistan báo cáo thiệt hại 30 tỷ đô la vì lũ lụt. Khúc sông băng hàng nghìn năm ở Thụy Sĩ sắp tan chảy hoàn toàn trong vài tuần tới. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 9 của DKN TV. kính thưa quý vị, Ukraine đánh giá những hành động tàn bạo của Nga ở Izyum tồi tệ hơn cả Borydonka và Bucha. quy mô tàn phá ở Izyum sau khi Nga chiếm đóng có thể so sánh với quy mô của hai lần Borydonka. con số nạn nhân trong dân thường của Izyum ít nhất nhiều gấp đôi so với Bucha ở vùng Kyiv. điều này đã được cố vấn bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine ông Oleksiy Kopitko, thông báo trên mạng xã hội Facebook. Cố vấn Copico nhắc lại rằng, quân đội Nga đã bắn nhiều hỏa tiễn vào Izyum hơn cả vào Mariupol và bất kỳ thành phố nào khác, mặc dù dân số ở Izyum ít hơn khoảng 10 lần. Ông viết rằng, có những tòa nhà dân cư cao tầng mà họ cố tình thả bom, hàng loạt lối ra vào đã bị sập, hàng chục người chết. Ngay sau khi binh lính của chúng ta di chuyển mặt trận xa hơn một chút về phía đông, có rất nhiều việc phải làm để ghi lại và điều tra những tội ác này. Chuyến thăm của tổng thống Ukraine đến Izyum là một cử chỉ rất mạnh mẽ, cho phép tập trung sự chú ý vào thành phố này trong bối cảnh có một tòa án tương lai dành cho tội phạm chiến tranh của Nga. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, lực lượng vũ trang của Ukraine đã tuyên bố giải phóng Izyum ở tỉnh Kharkiv khỏi tay quân đội Nga. Tại khu vực này, các nhóm công tố đã bắt đầu hoạt động nhằm ghi lại những hành vi tàn bạo của người Nga. Chuyển sang một diễn biến khác, Ukraine tuyên bố tình báo quân sự của họ là một trong những lực lượng mạnh nhất ở châu Âu. Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã cho biết họ đang tích cực hợp tác với các đối tác phương Tây, và hiện nay tình báo của Ukraine là một trong những lực lượng mạnh nhất ở châu Âu. Ông Andrei Yushov, đại diện của Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã thông tin về điều này vào hôm 15 tháng 9. Ông nói, hiện nay chúng tôi có thể nói rằng tình báo quân sự Ukraine là một trong những lực lượng mạnh nhất ở châu Âu, và kinh nghiệm mà chúng tôi đã thu được và đang sử dụng chủ yếu ở tiền tuyến là vô giá và rất hữu ích cho việc giải phóng hoàn toàn Ukraine khỏi quân xâm lược Nga. Theo lời của ông Chushok, trong thực tế hiện nay, các cơ quan đặc nhiệm Ukraine và cả tình báo quân sự nói riêng đang tích cực hợp tác với các đối tác phương Tây. Ông nói, mức độ hỗ trợ và tương tác tối đa, trao đổi thông tin khác nhau và ở mức độ mà Ukraine cần thiết. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác và đồng minh của chúng tôi, tất cả những người trong liên minh chống Nga giúp Ukraine chống lại những kẻ xâm lược. Đại diện của Tổng cục Tình báo Ukraine cũng cho biết, mục tiêu chính của Kyiv là dựa vào các lực lượng trong nước, vào thông tin nội bộ, vào những gì mà các sĩ quan tình báo Ukraine tự nhận và nhận được. Theo lời của ông Yushov, các đồng minh và đối tác của Ukraine cũng thu nhận được rất nhiều từ việc hợp tác với chính quyền Kyiv. Tiếp tục một báo cáo khác từ phía Ukraine. Chuyên gia quân sự nêu lý do vì sao Vladimir Putin không tuyên bố chiến tranh với Ukraine. Thưa quý vị, chuyên gia quân sự của Ukraine Oleg Zhidanov đã giải thích điều gì đe dọa Nga nếu họ chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine. Ông Zhidanov bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này trên YouTube. Chuyên gia này tuyên bố rằng điều này sẽ thay đổi hoàn toàn thành phần chính trị giữa Ukraine và Nga. Nếu Liên bang Nga gọi chiến dịch đặc biệt là cuộc chiến tranh chống lại Ukraine, tuyên chiến với chúng ta, thì Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ khởi động các cơ chế để ngăn chặn cuộc chiến này. Nga bị công nhận là quốc gia xâm lược, bị tước quyền bầu cử tại Liên Hợp Quốc, thậm chí có thể bị loại ra khỏi Liên Hợp Quốc vì những hành động gây hấn như vậy. Tất cả các vấn đề liên quan đến việc giải quyết cuộc chiến này sẽ được quyết định mà không có sự tham gia của Liên bang Nga và tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc sẽ có nghĩa vụ cắt đứt các quan hệ với Nga, bao gồm cả ngoại giao, kinh tế, bất kỳ quan hệ nào. Ông Zidanov lưu ý. Theo chuyên gia người Ukraine, vì lý do này nên không ai tuyên bố chiến tranh. Nếu Liên bang Nga là nước đầu tiên tuyên chiến, nước này sẽ bị công nhận là một quốc gia xâm lược. Liên Hợp Quốc sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho chúng ta cả hỗ trợ nhân đạo và quân sự, kỹ thuật, cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình cho chiến dịch quân sự hòa bình trên lãnh thổ của Ukraine. Theo lời của ông Zidanov, đây là lý do tại sao Liên bang Nga không tuyên chiến và không thể áp dụng thiết quân luật, cũng như tuyên bố tổng động viên trong nước. Ngoài sự bùng nổ xã hội, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình chính sách đối ngoại xung quanh nước Nga. Gần đây, người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov, một đồng minh thân cận của tổng thống Nga, Putin cũng đã nói về việc tuyên bố thiết quân luật ở Nga và kêu gọi các khu vực tuyên bố huy động lực lượng. Chuyển sang một diễn biến khác. Bộ ngoại giao Nga đã nói vào hôm 15 tháng 9 rằng nếu Washington quyết định cung cấp cho ký ít các hỏa tiễn tầm xa hơn, Mỹ sẽ vượt qua làn danh đỏ và trở thành một bên trong cuộc xung đột này. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã nói thêm rằng Nga bảo lưu quyền bảo vệ lãnh thổ của mình. Gần đây, tờ báo The Street Journal đã đưa tin rằng, trong số vũ khí mà Ukraine yêu cầu từ chính quyền Mỹ, có hỏa tiễn chiến thuật ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington chỉ cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn tiên tiến có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 80 km. Các quan chức Mỹ nói rằng Ukraine đã hứa sẽ không sử dụng hỏa tiễn của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Vào một ngày trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng việc cung cấp các hỏa tiễn ATACMS của Mỹ có tầm bắn lên tới 300 km theo yêu cầu của chính quyền Kyiv sẽ có nghĩa là sự can dự trực tiếp của Mỹ trong cuộc đối đầu với Nga. Theo lời của đại sứ này, nếu Kyiv nhận được vũ khí như vậy, thì các thành phố lớn của Nga, các cơ sở hạ tầng công nghiệp và giao thông sẽ bị đe dọa, phá hủy. Nga cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nếu an ninh của họ bị đe dọa thì họ sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân. Tin tiếp theo, nhà báo Nga nhận định thất bại nhục nhã của Nga ở Kyiv đã thuyết phục Hoa Kỳ rằng Ukraine có thể thắng. Cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkiv đã trở nên nhanh chóng như chớp là kết quả của liên minh thành công giữa Ukraine và phương Tây, chủ yếu là nước Mỹ. Điều này đã được nhà báo Nga Andrei Pionkovsky phát biểu trên chương trình truyền hình với nhà hoạt động nhân quyền Mark Fakin. Ông Pionkovsky dẫn nguồn từ truyền thông Mỹ nhấn mạnh rằng Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang tích cực hợp tác với ngũ giác đài. Có một sự trao đổi tích cực, các dữ liệu tình báo mang lại kết quả hiệu quả cho Ukraine trên chiến trường. Ông nói, đối với tôi, dường như kết quả chính trị và tâm lý của năm, 10 ngày này thậm chí còn lớn hơn cả những cuộc phản công thuần túy quân sự. Vâng, một phần đáng kể lãnh thổ đã được giải phóng. Một thất bại lớn đã gây ra cho quân đội Nga. Một thất bại đáng xấu hổ nếu tính đến bản chất của cuộc tháo chạy để lại một lượng lớn thiết bị. Nhưng quan trọng nhất, nó khởi động các quá trình phân tầng ở hai điểm chính, Washington và Moscow. Ông Piankovsky còn nói thêm rằng, các quá trình này cần được phân tích chi tiết một cách riêng biệt. Nhưng trên các phương tiện truyền thông của Mỹ, cuộc phản công thành công đã kích thích một làn sóng nhiệt tình thứ hai. Đây là một thời đại khác của sự ngạc nhiên, giống như cách đây 6 tháng. Họ không thể khiến cho ký đầu hàng trong vòng 4 ngày như chúng tôi đã nghĩ. Câu chuyện chính của các bài báo hôm nay là hóa ra Ukraine có thể giành chiến thắng. Đây là ý kiến thống nhất của tất cả các chuyên gia Mỹ. Ông Piankowski nói, Theo nhà báo này, ở phương tây bao gồm cả Hoa Kỳ các điệp viên của Putin đã tích cực truyền bá luận điệu rằng Ukraine không thể đánh bại liên bang nga hùng mạnh giờ đây chiến dịch này đã bị cuốn phăng hoàn toàn bởi một làn sóng các ấn phẩm cho rằng hóa ra Ukraine có thể chiến thắng chuyển sang một diễn biến quốc tế có liên quan thưa quý vị chính quyền Ankara đã yêu cầu ký ip giải thích làm rõ thông tin Ukraine kêu gọi phương Tây trừng phạt cả doanh nhân và ngân hàng của thổ nhĩ kỳ Phát biểu vào hôm 14 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu đã cho biết Ankara đang thực hiện các bước để nắm rõ tình hình sau khi phát hiện một chiến dịch kêu gọi trừng phạt mới của Ukraine. Ông Cavusoglu cho hay, chiến dịch kêu gọi trừng phạt mới được cho là của chính quyền Ukraine không chỉ nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ mà còn là hơn 18.000 cá nhân tổ chức khắp thế giới. Các thực thể này có thể có trụ sở ở cả Mỹ và EU. Những cá nhân, tổ chức mà chính quyền Kyiv kêu gọi trừng phạt bị cáo buộc là có mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ quan tâm đến các công ty của chúng tôi. Ông Cavusoglu nói, Phát biểu của Ngoại trưởng Cavusoglu được đưa ra một ngày sau khi Antilik, một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Kyiv muốn phương Tây trừng phạt một số ngân hàng, công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ với lý do Ankara từ chối tham gia trừng phạt Nga. Mục tiêu mà chính quyền Ukraine nhắm tới là ba ngân hàng của thổ nhĩ kỳ là Girard Bank, Isbank và Credit Europe Bank, theo báo Adilik. Adilik cũng cho hay các tổ chức cá nhân mà Kyiv muốn phương Tây trừng phạt được liệt kê trong một trang web có liên kết với Bộ Ngoại giao Ukraine. Tờ báo này cho hay chính phủ thổ nhĩ kỳ đã triệu tập đại sứ Ukraine ở Ankara để làm rõ vụ việc. Xét đến mối quan hệ, sự hợp tác và đoàn kết hiện có giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Ukraine, các cá nhân tổ chức của chúng tôi không nên trở thành mục tiêu bị trừng phạt. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với báo Adinlik, một số nhà quan sát cho rằng, nếu như chính quyền Ukraine công khai lên tiếng yêu cầu trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì ủng hộ Nga, thì Ankara có thể trả đòn bằng cách cấm bán máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho chính quyền Kyiv. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm ngày 15 tháng 9 đã cho biết, ông hiểu rằng ông Tập Cận Bình có câu hỏi và lo ngại về tình hình ở Ukraine, nhưng ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc vì lập trường cân bằng về cuộc xung đột. Theo đài BBC, cách nói của ông Putin dường như ngầm thừa nhận Trung Quốc không hẳn hoàn toàn đồng ý với lập trường của Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ cuộc xâm lược tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Uzbekistan vài ngày sau khi Nga hứng chịu một loạt thất bại quân sự lớn ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận chung ở Thái Bình Dương chỉ vài giờ trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo. Cho đến nay, Trung Quốc không công khai ủng hộ nhưng cũng không hề lên án hành động của Nga. Thậm chí Bắc Kinh còn tố cáo các biện pháp trừng phạt Moscow và việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Khi bắt đầu cuộc gặp vào hôm thứ Năm, ông Putin đã nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Liên bang Nga. Lưu ý rằng thương mại song phương đã vượt quá 140 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng thống Nga Putin còn nói, tôi tin rằng vào cuối năm nay chúng tôi sẽ đạt được mức kỷ lục mới và trong tương lai gần, theo thỏa thuận, sẽ tăng kim ngạch thương mại hàng năm lên 200 tỷ đô la hoặc hơn. Còn ông Tập Cận Bình thì cho biết, Trung Quốc sẽ làm việc với Nga để mở rộng sự ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau. Ông Tập cũng cho biết, ông đánh giá cao việc Nga tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Theo nhiều nhà phân tích được hãng tin Pháp AFP phỏng vấn, xu hướng xích lại gần Nga của Trung Quốc đã được thúc đẩy thêm trong bối cảnh quan hệ của Bắc Kinh với Washington ngày càng xung khắc thêm. Theo bà Jun Chan, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson ở Washington, Hoa Kỳ, với tư cách là cường quốc hạt nhân quan trọng thứ hai trên thế giới, Nga là một tác nhân địa chính trị khó có thể bị lơ là. Còn đối với Trung Quốc, Moscow là đối tác chính để làm đối trọng với Washington trên trường quốc tế. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, nhân vật phụ trách đối ngoại cao cấp nhất của Trung Quốc là Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã cho rằng Nga và Trung Quốc có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn. Còn về mặt thương mại, lợi dụng việc Nga bị phương Tây cấm vận dầu mỏ, Trung Quốc đã mua thêm dầu của Nga trong những tháng gần đây và với giá hạ rất rẻ. Một hành động góp phần giúp cho Moscow giảm thiểu tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt. Đối với chuyên gia Jun Chan cho rằng, nếu Nga bị suy yếu trong cuộc chiến Ukraine, điều đó không hẳn là tin xấu đối với Trung Quốc bởi vì Bắc Kinh nhờ đó sẽ có thêm nhiều ưu thế hơn trong quan hệ song phương. Còn về chiều ngược lại, theo ông Hal Brands, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Viện John Hopkins ở Washington, thì với việc vị thế của Nga bị suy yếu, Putin sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía Trung Quốc. Ông Joseph Torrijian, chuyên gia về chính sách quốc tế tại Trường Đại học Mỹ ở Washington cũng thấy rằng, cuộc gặp lần này của hai nhà lãnh đạo mở ra vào thời điểm có nhiều chuyển động lớn trên chiến trường. Điều đó có nghĩa là Nga trông cậy nhiều vào sự giúp đỡ của Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc sẽ phải cân nhắc xem họ có thể giúp đỡ như thế nào mà không phải hy sinh lợi ích kinh tế của chính mình và tránh được các trừng phạt của phương Tây. Tiếp theo chương trình là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Pakistan thiệt hại 30 tỷ đô la vì lũ lụt. Chính phủ Pakistan vào ngày 15 tháng 9 đã công bố số liệu ước tính về thiệt hại do đợt lũ lụt chưa từng có vừa qua trong bối cảnh chính quyền xem xét tăng cường nỗ lực cứu trợ cho hàng triệu người bị ảnh hưởng. Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia đã công bố tổng số thiệt hại trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày 9 tháng 9, với tổng số người thiệt mạng là 1.486 người, trong đó có khoảng 530 trẻ em. Theo công bố, lũ lụt do mưa mùa lớn kỷ lục và băng tan tại vùng núi phía Bắc Pakistan đã ảnh hưởng đến 33 triệu trong số 220 triệu dân, cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, mùa màng và gia súc, với thiệt hại ước tính là 30 tỷ đô la Mỹ. Trong vài tuần vừa qua, chính quyền đã dựng hàng rào để ngăn nước lũ tràn vào các công trình quan trọng như trạm điện cũng như nhà cửa của dân chúng, trong khi những người nông dân ở lại tìm cách cứu gia súc đối mặt với nguy cơ mới do cỏ khô bắt đầu cạn kiệt. Chính phủ Pakistan và Liên Hợp Quốc đã cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây lũ lụt sau khi nhiệt độ mùa hè tăng cao kỷ lục. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, tạm lánh trong lều trại hoặc ở ngoài trời dọc đường cao tốc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Khúc sông băng hàng nghìn năm ở Thụy Sĩ sắp tan chảy hoàn toàn trong vài tuần tới. Thưa quý vị, sau một mùa đông khô hạn, các đợt nắng nóng mùa hè đổ bộ vào châu Âu đã gây ra thảm họa cho các sông băng trên dãy Alps vốn đang tan chảy với tốc độ nhanh. Con đèo giữa sông băng Skegro và Trans đã bị đóng băng ít nhất là từ thời La Mã cổ đại. Nhưng khi cả hai sông băng đã rút, vùng đá trống của sườn núi giữa chúng đang bắt đầu nổi lên và sẽ hoàn toàn không còn băng trước khi mùa hè này kết thúc. Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Glacier 3000 đã cho biết con đèo sẽ hoàn toàn nằm phơi giữa trời trong vài tuần tới đây. Dạng núi nằm ở độ cao 2.800m trong khu vực trượt tuyết Glacier 3000 vốn là ranh giới thiên nhiên giữa các bang Vaud và Valais ở miền Tây Thụy Sĩ. Mới năm 2012, lớp băng ở nơi này vẫn còn dày khoảng 15 mét. Nhưng dự báo vào cuối tháng 9 này, mặt đất bên dưới sẽ hoàn toàn trồi lên. Trước đây, người triệt tuyết có thể trượt từ đỉnh sông băng này sang sông băng khác. Nhưng giờ đây, một giải đá giữa chúng đã nổi lên, chỉ còn lại chút băng cuối cùng. Chưa có ai đặt chân đến mặt đất nơi đây hơn 2.000 năm. Điều đó thật cảm động. Giám đốc điều hành của Glacier 3000, Bernhard Channon đã cho biết, sông băng Skate Road có khả năng biến thành hồ trong vòng 10 đến 15 năm tới. Nó phải sâu khoảng 10 mét với thể tích 250.000 mét khối. Khu nghỉ dưỡng triệt tuyết Glacier 3000 đang tìm cách thích nghi với thực tế mới nếu khách của họ không thể triệt tuyết giữa hai con sông băng này. Ông Channon cho biết, chúng tôi đang có kế hoạch đổi mới các cơ sở ở khu vực này trong những năm tới đây, và một ý tưởng mới sẽ là thay đổi lộ trình của cáp treo hiện tại để cho phép tiếp cận trực tiếp nhiều hơn đến sông băng Chan Floren. Glacier 3000 đã đặt các lớp phủ lên các đoạn của sông băng Chan bên đường đèo để bảo vệ chúng khỏi bị nắng mặt trời đốt cháy, nhưng nỗ lực của họ không thấm vào đâu. Trong hai tuần vừa qua, người ta đã tìm thấy hai bộ xương người ở trên sông băng ở Valais. Theo hãng thông tấn Thụy Sĩ ATS, cảnh sát Valais có danh sách khoảng 300 người mất tích, để từ năm 1925 thưa quý vị phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 9 của dkn TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe Xin kính chào và hẹn gặp lại